Dạ, chào mừng quý cô chú anh chị em đã quay lại xem kênh YouTube Nhà Đất Vũ Nguyễn. Thì hôm nay xin giới thiệu với quý cô chú anh chị em mình một miếng đất nền thổ cư. Thì đây là vị trí đất của mình ha. Để một chút xíu sẽ quay hết kênh gốc cho quý cô chú anh chị mình xem. Thì miếng đất này đang tọa lạc ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Thì địa chỉ chính xác là ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Diện tích của mình là 90 m², thì trong đó có 65 m thổ cư. Thì ở đây ranh góc rõ ràng, gào lưới B40 ha. Thì tới mấy tường sau này, đây. Thì đất mình có mặt tiền sông ngay đầu cầu, thì xe ô tô sẽ về được tới cửa nhà ha. Thì diện tích bề ngang là 5, bề dài 18, pháp lý là 65 m thổ cư, còn lại 25 m cây lâu năm. Thì đường thì đường thông, hàng xóm thì rất đông đúc, rất là thân thiện luôn. Thì từ đây ra tới chợ Mỹ Khánh tầm khoảng 1 cây rưỡi số là chúng ta sẽ tới chợ Mỹ Khánh. Thì cách Nam Cần Thơ thì tầm khoảng 2 cây rưỡi số là chúng ta tới Đại học Nam Cần Thơ. Bệnh viện Nhi Đồng thì khoảng chừng 3 cây số là chúng ta sẽ tới Bệnh viện Nhi Đồng. Thì ở đây gần cái đầu cầu này thì lộ bên sông là ô tô chạy thoải mái, lộ bên này thì 2 m, chuẩn bị mở 6 m ha. Trên giấy của mình là lộ 6 m. Thì đây ranh góc rõ ràng hết. Thì từ mấy cái hàng rào bên đây qua tới mấy hàng rào bên đây chạy vô thì là 18 m. Thì ở đây thì chúng ta sẽ kinh mua bán kinh doanh gì cũng được hết. Chút xíu lội vô nền cho quý cô chú anh chị mình xem luôn ha. Đây sẽ đi vô đây ranh góc rõ ràng luôn. Thì từ cái chỗ đá này đi thẳng ra làm sao, thì đây để quay cái chỗ phía trước cho, đây đây cái chỗ ha, chạy thẳng ra làm sao là 18 m, tới mấy làm sao sau đây là cũng có trụ ganh rõ ràng luôn. Thì cặp bên nhà này ra 2 m là của mình, chạy qua bên đây chỗ nắm sậy này ha. Đó, chỗ ở đây có chỗ đá nè, đó, cái chỗ đá nè phía sau sẽ chạy dài bên đây vô cái bụi sậy này, cấm ganh rõ ràng hết. Thì diện tích bề ngang 5, bề dài 18 thì có 65 m thổ cư. Cô chú anh chị nào mua việc cất nhà rất là êm. Thì giá bán hiện thời là giá bán 530, có thương lượng, thương lượng trực tiếp với chủ ha, thương lượng. Đây thì bên đây thì có gào lưới B40 hết ha. Thì cái nền này mình chụp cái đầu cầu nha, chứ không phải ngay đầu cầu nha, chụp bên đầu cầu, chụp dốc cầu xuống ha. Mua này chờ lỗ được, xong thoáng mát. Thì ở đây thì cô chú thấy con đường của mình ha. Đây con lộ ô tô sẽ về được tới như cầu này, nếu mình về mình cắt nhà cao lên thì ô tô sẽ vô nhà được 540 hả? Có giá 300 triệu, có 530 triệu là chúng ta sẽ sở hữu được một nền thổ cư. Thì gần cũng gần trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì hướng này sẽ chạy về tùm lum hết trơn, Bông Giang ra Mỹ Khánh cũng được, mà ra Phong Điền cũng được, ra Dây Sưng cũng được, về Miếu Ông, Bình Thủy cũng được. Hướng này thì sẽ đi thẳng ra chợ Mỹ Khánh. Thì đây ra gần cũng gần các khu du lịch vui chơi ha. Thì tấp cách khu du lịch khoảng 1 cây số là chúng ta sẽ tới khu du lịch Mỹ Khánh này kia, khu du lịch Ông Đề rồi ha.